Thưa quý vị, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa kết thúc cách đây ít hôm. Điều làm nhiều người chú ý đó là môn lịch sử có lượng thí sinh đăng ký thi thấp kỷ lục. Thậm chí cả một hội đồng, 66 cán bộ chỉ để phục vụ một thí sinh duy nhất dự thi môn lịch sử. Điều này không phải là hy hữu mà đã và đang diễn ra nhiều năm qua tại nhiều hội đồng thi. Thực tế này khiến cho nhiều người không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Phóng viên của Chuyển động 24 giờ đã có cuộc phỏng vấn nhanh trên đường phố với một câu hỏi lịch sử tưởng dễ mà khó với các em học sinh. Hãy cùng xem các em trả lời như thế nào. Gò Đống Đa là một di tích lịch sử gắn liền với trận đại phá và chiến thắng quân Thanh của quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy vào thế kỷ thứ 18. Kiến thức quan trọng này đã được nhắc đến rất là nhiều lần trong các cuốn sách giáo khoa lịch sử từ cấp 1 đến cấp 3. Và hãy cùng thử hỏi xem các bạn học sinh ở ngay trên hai tuyến phố Tây Sơn và Đặng Tiến Đông ở thủ đô Hà Nội một câu hỏi cực kỳ đơn giản về vị vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Cho mình hỏi một chút là các bạn có biết là ở gần đây có một cái di tích lịch sử nào gắn liền với vị vua Quang Trung không? Em không ạ. Bạn có biết là ông vua Quang Trung và ông Nguyễn Huệ có cái mối quan hệ gì với nhau, hai người đấy? Em không ạ. Anh em ạ. Gò Đống Đa em có biết không? Em biết ạ. Cái Gò Đống Đa ở trong đấy thì có biết là có tên của ai? Trần Quốc Tuấn ạ. Xem ông Quang Trung và ông Nguyễn Huệ là có mối quan hệ như thế nào? Bố con. Là anh em cùng một nhà? Dạ, đấy là cùng một ông ạ. Thế ạ? Ừ. Thế tại sao? Dạ, đấy là tên được người dân đặt cho. Em học trường nào? À, trường Quang Trung. Em có biết được là cái mối quan hệ giữa vị vua Quang Trung và ông Nguyễn Huệ là như thế nào không? Dạ, Quang Trung. Quang Trung thì em nhìn ở đấy ạ. Còn ông Nguyễn Huệ? Nguyễn Huệ thì em không thấy. Thế thì theo em là hai ông ấy có cái mối quan hệ gì với nhau? Bạn thân chiến đấu cùng nhau. Ông Nguyễn Huệ là tên của Quang Trung khi lên ngôi vua. Quang Trung là đại phá quân Thanh ở trên sông Bạch Đằng. Ông Quang Trung được làm vua và đánh thắng giặc. Ông còn là nhà thơ nữa. Trường con chính là trường của ông Quang Trung. Thế con học trường gì? Con học trường Nguyễn Du. Mà Nguyễn Du chính là ông Quang Trung. Vua Quang Trung và Nguyễn Huệ có mối liên hệ gì với nhau? Chúng tôi đã hỏi 40 em học sinh trong độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi câu hỏi này và kết quả là những câu trả lời cười ra nước mắt như phóng sự trên. Câu hỏi tưởng chừng như chỉ cần nhắm mắt cũng trả lời được này lại làm khó hầu hết các em. Thưa quý vị, 37 em, tức là hơn 90% số em được hỏi cho rằng đây là hai người hoàn toàn khác nhau rồi nhầm lẫn giữa các nhân vật lịch sử với nhau, hoặc nếu biết đó là cùng một người thì lại đưa ra những thông tin lịch sử rất sai lệch về vị vua này. Câu đố đơn giản nhưng có thể khiến cho bất cứ bậc phụ huynh, giáo viên và các nhà biên soạn sách lịch sử giật mình và tự hỏi rằng là con em mình đang học môn lịch sử như thế nào. Và đây là câu trả lời của chính các em. Cô giáo có 5 câu thì em chỉ học 3 câu. Ngoài ra thì em với bạn bên cạnh có thể là chia phần nhau ra, cô giáo cho 10 câu hỏi thì mỗi người học 5 câu và đến lúc kiểm tra thì sẽ giúp đỡ nhau một chút. Thì cứ đến giờ kiểm tra là em phải dùng tài liệu mở vở xem thôi chứ. Em thấy là khi nào mà khó học thì phải chép phạm. Vào bài kiểm tra biết được những gì mình đã học thì chém dạ, sau đó có thể có bạn bè nhắc được ạ. Con cắm đầu con học hoài luôn, con học chừng nào thuộc thì thôi. Em được xem nhiều phim tài liệu rất thú vị và chỉ cần viết một bài luận ngắn về bộ phim đó thôi. Nếu mà mình fail một cái test thì mình có thể làm lại ạ. Hoặc thầy cô có thể giảng cho mình, hoặc có thể nhờ thầy cô giúp đỡ. Em thấy thì việc học sự trên lớp cũng không cần thiết lắm, do em thấy thầy cô giảng cũng chỉ là lấy trong sách ra rồi giảng lại, nó rất là khô khan. Tự mình kiếm trên mạng nó vẫn tốt hơn và dễ nạp kiến thức cho mình hơn. Nó làm mình chủ động trong việc học. Những câu trả lời rất thật, rất hồn nhiên của các em học sinh trong những phóng sự trên, chúng tôi nghĩ rằng là các em chưa đáng trách, mà những câu trả lời này lại là điều đáng xót xa. Và có lẽ nên cảm ơn chính các em đã vẽ nên thực trạng đáng báo động cho cách biên soạn và giảng dạy môn lịch sử của nhà trường và toàn ngành giáo dục. Tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần tiêu điểm của chúng tôi, Chuyển động trưa mai 11h15 trên VTV1 với khách mời là tiến sĩ khoa học Đoàn Hương.